Xin chào các bạn, đây là kênh youtube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ngày 6 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung hoàn tất 3 trạng bay để có mắt tại thành phố Napier, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand, khởi động giai đoạn chuẩn bị cuối cùng hướng đến vòng chung kết World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 3 trạng bay với tổng thời gian di chuyển gần 24 giờ để có mặt ở New Zealand. Ngay khi nhập cảnh tại sân bay, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp chu đáo từ phía FIFA và ban tổ chức địa phương. Nhờ đó, các thủ tục nhập cảnh diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung dễ dàng di chuyển sang chuyến bay nội địa tới Napier. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 6 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu tại Napier. Trước khi đến New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn rất bổ ích tại Đức. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung được thi đấu, cọ sát với quân xanh chất lượng. Đặc biệt, Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu rất hay trước đội tuyển nữ Đức và chỉ nhận thất bại với tỷ số 1-2. Theo kế hoạch, trước khi bước vào tranh tài chính thức ở vòng chung kết World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam có hai trận giao hữu, đó là các trận đấu với chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Ở vòng bảng, các đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội điểm cao vào vòng 1/8. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu các trận ở bảng E tại New Zealand. Ở trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Mỹ, tiếp đó chúng ta sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha và Hà Lan. U19 nữ Việt Nam đã có ngày ra quân tuyển lợi ở giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 khi giành chiến thắng 5-0 trước U19 nữ Singapore vào chiều ngày mùng 6 tháng 7. Các bàn thắng được ghi do công của Minh Chuyên, Bảo Trâm, Thanh Thảo và cú đúc của Hoàng Vân. Trận thắng này giúp U19 nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm cùng hiệu số dương 5. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng Akira Iziri vẫn không hài lòng. Ông cho rằng các cầu thủ U19 nữ Việt Nam đang lẽ phải làm tốt hơn nữa. Nhà cầm quân người Nhật Bản nói, đây là trận đấu khó khăn khi trời mưa lớn trong hiệp 1, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ khi nhiều bàn thắng ở trận đấu này. Đội mới chơi được 60% khả năng, ban huấn luyện và cầu thủ sẽ kiểm điểm lại những gì đã diễn ra. Nếu không tiến bộ hơn thì rất khó để đội có thể thắng các trận tiếp theo. Mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng thắng từng trận để có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là giành chức vô địch ở giải đấu này. Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất trận Lưu Hoàng Vân khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng để mang lại kết quả tốt nhất về cho Tổ quốc Việt Nam ở giải đấu năm nay. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 8 tháng 7, U19 nữ Việt Nam sẽ nghỉ. Thầy cho huấn luyện viên Akira sẽ gặp Malaysia trong trận đấu ngày 10 tháng 7. chiều và tối mùng 6 tháng 7, loạt trận vòng 18 Cúp Quốc gia 2023 đã diễn ra. Trên sân Thanh Hóa, đội bóng đang giữ ngôi nhì V-League đã có trận đấu dễ dàng khi gặp Bà Rịa Vũng Tàu. Dù không được dùng ngoại binh, Thanh Hóa vẫn có chiến thắng 4-0 nhờ các pha kỳ bàn của Văn Lợi, Văn Thắng, Ngọc Tân và Minh Tùng. Với trận thắng này, Thanh Hóa giành vé vào tư kết gặp Phù Đồng. Tương tự, Hà Tĩnh cũng có trận đấu dễ dàng khi gặp Long An và giành thắng lợi 3-1 cú đúc của Quảng Nam cùng một bàn của Trung học khiến nỗ lực ghi bàn của thành Phong bên phía Long An trở nên vô nghĩa. Bình Định đã gặp rất nhiều khó khăn trước Quảng Nam. Trung vệ Văn Hưng ghi bàn giúp Quảng Nam dẫn trước 1-0 và phải nhờ đến tình huống ghi bàn của Hà Đức Trinh, Bình Định mới đưa được trận đấu về là lân lưu. Trong loạt đá này, thủ môn Đặng Văn Lâm tỏa sáng với hai tình huống cản phá, giúp Bình Định thắng 6 năm và giành vé vào tứ kết gặp Hà Tĩnh. Ở trận đấu muộn nhất, Viettel đã biến Hà Nội FC thành cựu vương. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau các bàn thắng của Hoàng Đức và Tuấn Hải. Sang hiệp 2, Jefferson lập siêu phẩm sút xa giúp Viettel giành chiến thắng 2-1 Trung Quốc. Như vậy, đã xác định được 5 trên 8 đội vào tư kết Cúp 2023, gồm Phù Đồng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định và Viettel. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV truy cập vào địa chỉ vov vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau